Còn bây giờ chưa biết nè. Chào gần đây tự nhiên thấy mình đẹp trai cũng như là highlight xuất chúng anh em ạ. Ai em nào ở trong đây sợ béo không à? Có sợ béo không? Anh em có sợ béo không? Nếu sợ béo á, đợi tôi bật đèn đó. Từ sau khi mà đi quay cái bộ phim Game Thủ Học Đường xong, tôi về đến nhà, tôi có một cái nỗi ám ảnh khá là lớn trong đầu của mình. Đó chính là đừng béo con ơi, má mày đừng có béo, để ra mày béo được xấu lắm, đừng béo để giảm cân đi. Ồ, thế là tôi đã bắt đầu một cái quá trình người ta gọi là cái quá trình giảm cân á anh em, hiểu không? Quá trình giảm cân ấy. Mà anh em biết mà mấy cái thằng mà đang tăng cân thì nó bị gì? Đói à, đúng không? Bị đói à. Đó. Thì trong lúc mà tôi tập xong á, tôi rất là đói anh em. Tôi đói. Và cứ lần nào tập xong là cũng phải đặt đồ ăn về ăn, nhưng mà ăn xong lại lên cân. Tập giảm xong lại lên cân. Tập giảm được 0,5 kg, ăn có một bữa lên ký gọi sao giảm, đúng không? Đó, hay là tôi nghĩ ra được một cái phương pháp, tôi đã nghĩ ra được một cái liệu trình, một cái gọi là cách, một cái kế hoạch để giảm cân nó hợp lý, nó khoa học mà nó viable hơn, chứ chúng ta đỡ bị đói khi chúng ta giảm cân. Anh em biết đó là cách gì không? Vừa ăn vừa tập. U là trời, tôi vừa ăn tôi vừa tập, để gọi là mình ăn vô bao nhiêu calo là mình tập cho nó ra hết bao nhiêu calo, đúng không? Xong tôi đau sóc hông mấy má, tôi đau sóc hông. Chắc là tôi ăn vô bao nhiêu cái ối hợp lý nhiêu. Em không nghe anh nói. Bây giờ nó không nghe mình nói, bây giờ mình phải làm gì ta? Bây giờ nó không nghe mình nói, bây giờ mình phải làm cái gì để bạn đó phải nghe mình nói? Bây giờ em mà nghe anh nói, anh cho em 500 ngàn. Cho em 500 ngàn. Chuyển khoản liền. Nghe chưa, nghe chưa? Thằng nào không nghe không được chuyển tiền. Nghe chưa, nghe chưa? Có ai còn không nghe không? Có ai còn không nghe không? Nghe chưa? Nghe chưa? À nghe rồi. À nghe rồi, tôi nói xạo đó, không có chuyện phải nha. Nghe rồi là chứng tỏ là có mít bây giờ nó nói xạo tôi anh em. Có mít bây giờ nó nói xạo tôi đó. Căn bản là thời gian qua tôi mít like, không phải là tôi đi chơi, tôi đi đâu anh em ạ. Thời gian qua là tôi mít like, tôi đi dạy chết. Đó. Nói chung là làm việc nhiều quá thì chúng ta cũng phải có những khoảng thời gian chúng ta đi ăn, đi uống, đi chơi, đúng không anh em? Mấy bữa đài thì đi về Vũng Tàu. Đó. Xong rồi đi chơi gia đình. Đó. Xong rồi đi được đi đây đi đó. Đó. Gặp được nhiều mảnh đời. Đó. Ở trong đó mảnh đời bất hạnh nhất vẫn là mảnh đời của tôi đó. Nhiều lắm. Cái mảnh đời mà mình offline chi mà mình trên đầu óc đỡ căng thẳng với người ta kêu mình trúng like đó. Đúng không? Đó, tôi kiểu như vậy đó. Chào rô béo phì. Ui. Ôi trời ơi, béo to. Ôi trời ơi, béo to. Béo to. Ngại quá trời ơi. Xưa tụi bay nói thế tao còn buồn nữa. Bây giờ béo to. Ngại quá trời ơi, béo to. Béo to đi. Trời ơi, xin tin bố với các bạn luôn, tôi giảm từ 67 kg xuống còn 60 kg nha. Cắn lưỡi rồi. Anh ăn cơm chưa vậy? Tao tập thể dục xong được 3 bữa rồi. Cho ai cho tao tập thể dục luôn được 2 giác rồi. Em xin tuyên bố anh là em đã có người yêu. Em đã có người yêu. Đã có người yêu. Tao ở đây rồi. Tao ở đây rồi. Rất đau nhá, rất đau nhá. Và tôi biết là có rất nhiều anh em trên livestream của tôi cũng cùng chung một cảm giác với tôi. Anh em mà anh em có vớt lần tôi sẽ ban thằng băng an này không ạ? À? Anh em có vớt tôi ban thằng băng an không ạ? À? Tao ban này. Không cần vớt luôn, lóc. Trời xanh mây trắng nắng bài trong tim em có một mình go thôi. Già sim. Nó ba phải rồi, nó ba phải nó lương lẹo rồi. Chỉ có một mình go thôi. Già sim. Hợp ăn hợp nói hợp đâu có thói lương lẹo gì vậy? Không phải không phải anh tôi nha. Tôi không có lương lẹo kiểu đó nha. Chỉ có mình go thôi mà còn già sim. Thử thách 6 ngày 6 đêm không đăng ký kênh Sigo, dù go gào thét đánh què chân cũng không đăng ký kênh Sigo. À vậy là go ban cũng không đăng ký kênh Sigo. Tao ban mà. Tao lắm. Ôi hôm nay livestream hơi sớm anh em ạ. À. Ok anh em vô nhé. Hôm nay là tiếp tục đắc đi cắm sừng nè. Cảm ơn em đến với tựa game đắc đi cắm sừng. Ôi sao bây giờ miếng gấu nó không thức cái tay tôi nhớ không? Chứ là tôi đi qua đây là miếng gấu nó sẽ thức dậy mà. À, hãy bắt đầu ghê ghê rồi nha. Hãy bắt đầu ghê ghê rồi nha. Hello. It's all. Ủa là sao? Ủa từ từ, đoạn này qua làm sao? Ừ.
Ok, đi chậm chậm. Yeah, yeah. Hay quá con ơi, đẹp trai con ơi. Trời ơi, đẹp trai, ai mà đẹp trai này, con mới linh chứ ai, trời ơi. Sao tìm được ta? À đây hả? What happened? Holy shit. Nó nhìn lên nè, nó nhìn lên nè. Thấy cái tập này nó ghê ghê nha anh em. Tập này không được dùng kêu mà phải đi chậm nữa, ghê thiệt á. Ồ, có sờ kêu mới, Ok. Ê, lâu quá không chơi quên. Cái nút kích hoạt đó má ơi, quên cái nút kích hoạt. Sao cái nhạc nghe thì yêu đời, mà sao cái màn này nó không yêu đời miếng nào luôn anh em. Nó tàn hình rồi nhưng mà nó đụng chúng ta vẫn nổ nha. Tôi tàn hình rồi mà nó đụng chúng tôi vẫn nổ nha. Vẫn nổ như thường nha. Yêu anh, ừ anh không yêu em. Chúng ta dừng lại mất quý nhau được rồi, đừng yêu em à. Đừng yêu, yêu khổ lắm. Xanh. Đừng để lạc. Má cái đường có một đường à. Muốn lạc cũng khó lắm mày. Muốn lạc lắm đây nè. Muốn lạc khỏi chỗ này lắm nè. Nhưng mà khó quá. Dạ, có cách nào để lạc khỏi chỗ này không ạ? Chết cha rồi, hình như nó dí sau lưng tôi đúng không? Không. Nó sẽ đi ra từ cái cửa đó, hứa. Hồng bé ơi. Em xin lỗi, Nghe lộn hả? Nghe lộn bên đó. Ê, chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Tới công chuyện rồi. Chết rồi. Tới công chuyện rồi. Thôi xong rồi. Hay quá. Được rồi. Hết công chuyện rồi. Đẹp trai rồi. Đó anh em thấy tôi đủ đẹp trai chưa? Cái độ đẹp trai của tôi đủ để thắng game này chưa? Đủ phá đảo game này chưa ạ? Quá dư để phá đảo game luôn chứ phải đủ nữa anh em. Ok, bây giờ chúng ta biết được tốc độ của mấy con gấu nhỏ thì tụi nó sẽ không dí lại mình. Nhưng mà đường có tụi nó đông. Đó, tao chậm nhưng mà anh em tao đông. Đó, còn má tao bự. Trời ơi. Đó. Trời ơi, sao mà biết được tôi được? Tao lỡ đụng nhẹ cho nó. Lỡ quẹt nhẹ cái thôi, lỡ uống nhầm anh mất hơi cơn say heo cả đời là có thiệt nha. Biến mất liền chứ, dễ gì cho chị thấy. Còn một viên thôi. Ủa sao phải đi ngược lại nữa? Ủa cái gì mà còn phải đi ngược lại nữa trời, ôi trời ơi. Dùng kêu mà dùng không có kịp. Trời ơi. Cái màn này nó đi hơi nhàn hạ anh em, mà cái màn này đi rất là nhàn luôn nha. Thật sự là cái màn đi nó nhàn hơn những cái màn trước rất là nhiều. Nó không có kiểu là tiết tấu nó nhanh đó anh em ạ. Chúng ta chỉ cần đi và chúng ta thu thập mấy cục này thôi. Đi nhàn. À khoan, từ nó không nhàn nha. Má cái này mới là màn 1 thôi, nó còn thêm 2 màn nữa. Mama's coming. Bà bái cá miếng rồi, ăn rồi. Xong rồi. Mày lú cái đầu lên đi. Tao chở u đầu mày liền. Cái đầu chứ phải cái tay chị ơi. Dạ em xin lỗi, cái đầu chứ phải cái tay. Dạ hiểu tiếng Việt không mà. Dạ hiểu tiếng Việt không, cái đầu chứ phải cái tay. Lú cái đầu lên. Mày tới công chuyện với tao chưa? Mà đỡ được, nó đỡ không được. Đỡ thế quái nào được, anh em không đỡ được. Đỡ thế quái nào được. Rồi cho em cục đá, chị ơi, cho em cục đóa đấy. Dạ có đóa chưa, Chưa có đóa luôn.
em xin cục đó mấy chị ơi, cho em xin cục đó. À đây rồi, đó đây, đó đây, đó đây. Lụm. Rồi tao có đó trong tay rồi. Bàn tay tao làm nên tất cả. Có cục đó cái đầu mày vỡ ra. Gót bà nội mày. Gót này, gót này. Tôi đang canh cái con nhỏ nhỏ đi lên để tôi né anh em mà tôi quên mất là phải canh thêm cái tay nữa. Quên. Come in, nói nhiều. Mấy thằng phản diện nói nhiều phải chết sớm á. Còn cái mặt của chị đâu ló lên, hai phụ huynh nói chuyện với nhau cái thôi. Để các cháu lên nói chuyện hay không vậy? Má mày thấy sao? Cũng có tuổi đó nhưng không có tuổi trước tôi, ok? Trời ơi, dân tổ mà anh em. Cái bà phụ huynh này hơi bạo hành giáo viên nha, Kêu lên gọi là hợp phụ huynh chút xíu rồi cho con bà. Mà bà chơi cái trò bà ném đá mình rồi. Yeah. Cái gì vậy? Rồi đó, tao biết mà, rồi. Ê! Gì vậy? Ủa gì vậy? Bà mẹ còn bên đây hả? Ủa bà mẹ còn hả? Anh em, tôi tưởng đâu là chúng ta đã thoát khỏi bà mẹ rồi chứ. Không bé ơi. Tôi tưởng đâu là chúng ta đã thoát khỏi chị phụ huynh cục súng rồi chứ. Ủa trời ơi. Ta bánh kia mà bánh không kịp, ta bấm kia mà bánh không kịp. Đỡ làm sao được, không đỡ được nha, không đỡ được. Đỡ không được. Nó đã cố gắng đỡ lắm rồi mà đỡ không được nha. Làm single mom cực lắm. Dạ em cũng cực lắm chị ạ. Em rất khổ với mấy đứa con của chị luôn. Gì bà, từ từ nói chuyện bà. Từ, gì ơi. Trời ơi, lâu lắm mới thấy trai hay gì, tùm tướp vậy bà. Từ. Rồi vô. Go nói yêu em đi, không bé ơi. Bé coi livestream mà bé không follow fanpage của anh là anh không nói yêu bé đâu nha. Rồi. Hiểu luôn. Dạ đúng vậy. Đưa em đi. Lớn hết rồi ai chơi đánh nhau nữa. Chị cũng có nguyên một đàn con rồi. Người ta là gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc. Gia đình bà này một đống con luôn. Hay à. Vị huynh đài này học môn võ công của môn phái nào vậy đó hả? À, phải dùng skill anh em ạ, phải dùng skill với nó. Trời ơi, hiểu rồi. Yeah. Game dễ anh em ơi. Cần chô được, game này tôi cần chô được. Đó, như này mới đúng cách chơi nè. Cách chơi này mới là cách chơi đúng nè. Rồi làm combo cũ nè, nhưng mà bây giờ là không làm combo kia được anh em ạ.
Phải làm kết hợp luôn cả giết mấy con nhỏ nhỏ này trước đã. Sau đó là chạy. Dear Malak, tha lỗi cho tao. Trời ơi, đẹp trai chưa hả? Đẹp trai chưa hả? Mình quá đẹp trai, mình thấy mình quá đẹp trai nè. Mà người đâu thông minh, đẹp trai xuất chúng có bà bảy vậy trời. Trời, trời quá rồi, quá rồi trời, ai chơi lại nữa cô. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Let's go! Let's go! Let's go! Bộ bấm hình ổ khóa đó để mình tưởng là cái chỗ nó khóa mình phải tìm chìa khóa, nhưng không, anh em mình chỉ cần đi qua thôi. Nó lừa ghê, cái tụi game nó lừa thật sự luôn, anh em thề. Rồi ok, hôm nay thì chúng ta sau những pha la hét gọi là tông thẳng vào lòng đất và đi thẳng vào lòng đá, thì bây giờ chúng ta hãy đến với chuyên mục để trả lời câu hỏi nha. Sắp tới là tôi sẽ làm lại kênh Free Fire, kênh Free Fire này, kênh Shido Gaming, tức là cái kênh hiện tại đang livestream là thì cái livestream này thì coi như là đang tính là tôi đang quay video luôn á, đang quay một video hiện tại luôn á, để tôi cắt livestream tôi up lên trên kênh Shido Gaming. Xong rồi kênh Shido Official, xong rồi kênh Shido BNG. Thì tối nay tôi sẽ quay một video kênh Shido Official. Còn nếu được thì tôi sẽ quay hai video và thêm một video BNG nữa. Sắp tới thì sẽ làm khá là nhiều. Một video của kênh Shido Official tôi quay phải 1 tiếng rưỡi 2 tiếng. Tại vì tôi quay sinh tồn. Anh có yêu fan không, quý thôi. Dừng ở mức quý thôi. Chứ còn chữ yêu thì nó cao lắm anh em ạ. Tôi không dám nói là tôi yêu các bạn hay không, mà chữ yêu nó cao lắm. Không dám nói. Trong cái nhạc này nó chiêu. Nó chiêu theo cái hướng mà nó đi vào lòng đất luôn vậy ta. Từ nó chiêu quá rồi. Rồi chị cách giảm cân đi ạ. Cách giảm cân của tôi hả? Cách giảm cân của tôi thì tập boxing tại nhà, hít đất, gập bụng. Nhưng mà cái tập boxing thì các anh em phải ra lớp học ấy. Tại vì tôi có cái căn bản từ trước rồi, hồi trước tôi có đi học ấy. Nhưng mà bây giờ chỉ cần vừa là xong, chứ không có cần phải đi ra lớp để học lại căn bản nữa. Lai game kinh dị mới hấp dẫn. Trời ơi, từ khi nào mà kênh tao hành doanh lai game kinh dị ta? Anh ơi, nếu trong lớp có một bạn nam được nắm bằng nữ thích thì phải làm sao anh? Thằng nào số hưởng vậy? Hồi xưa tao đi học, tao chờ mong hán ra không thể nào thích tao. Tại hồi xưa tao xấu lắm, bây giờ vẫn xấu, không ai thích tao. Mà bây giờ trong lớp một mình nó nắm tới thích. Ôi ôi, bây giờ phải làm sao anh cũng không biết phải làm sao nữa. Bởi vì má anh không được như em hiểu không? Anh không được như em. Em là số 1, em là nhất rồi. Nói chứ nếu em là bạn nam đấy thì cách giải quyết đơn giản mà. Em thích ai đi theo con tim em thôi, đừng có kiểu làm khổ con người ta là được. Còn nếu như em là thằng khác nhìn một thằng được năm đứa con gái thích thì xin chúc mừng em. Em xui phải đây. Đứng lên quẩy một bài cho em tỉnh ngủ tí đi chị Bảy. Bây giờ tao đang buồn ngủ chết giờ kêu tao quẩy. Được khác đi. Rô quay nhiều và lóc hơn đi. Căn bản là hiện tại là đang cái cam nó đang bị to quá anh em à. Sắp tới Hero Team vào Sài Gòn, tôi đang định đầu tư cái cam nó bé xíu một xíu. Nó bé bé tí, quay cho nó dễ. À, sắp tới là tôi sẽ có những cái series vlog đi về Vũng Tàu chơi cho anh em xem. Tôi sẽ mua một cái cam bé bé, tôi gắn ở trên đầu đấy, xong rồi tôi đi đâu tôi sẽ quay cho anh em xem, hợp lý không? Hợp lý luôn đúng không?